Nắng nóng đúng là khủng khiếp với rất nhiều người, nhưng cũng là cơ hội để công việc của nhiều người lao động khác trở nên thuận lợi hơn. Nhâm Họa, người bán tà phớ dạo ở Hà Nội gần 30 năm nay, nắng nóng, mệt mỏi của người khác lại là cái cớ cho chiếc xe đạp chở tàu phớ của ông đi dọc đường phố. Trời nóng thế này, nắng thế này để bán được nhiều tàu phớ, ngày nào cũng đi. Nó đang nắng thế này tranh thủ đi. Mùa này bán thì có hôm nào ế không? Không hôm nào ế đâu. Một ngày được 500 cả vốn cả lãi. So với mùa khác thì mùa này bán được nhiều thì nó vui, phấn khởi. Nhưng để có được thành quả đó lại không dễ dàng. 3 giờ sáng. Cũng vì mong muốn bán được nhiều hơn mà ông Họa cũng phải dậy sớm và chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn. Mùa này thì về dậy sớm rồi, dậy 3 giờ, làm nó vất vả, làm nó nhiều hơn là mùa kia. Cũng giống như ông Họa, nắng nóng cũng là cơ hội để nhiều người lao động khác cảm thấy vui vẻ hơn với thu nhập của mình. Mùa này thì phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị hàng, để lo bán hàng. Mùa này thì bán được nhiều hàng hơn. Có những ngày nắng nóng này thì năng suất làm việc sẽ tăng khoảng 20%. Thì đây đúng là động lực để mình ra đường ấy. Say nắng tất nhiên là phải có rồi, nếu mà mình đi ngoài đường quá nhiều sẽ bị say nắng. Say nắng lử đử ra ấy, có khi nóng quá thì là phải đắp khăn mặt vào đầu ấy. Nắng nóng đúng là vất vả hơn, mệt mỏi hơn, nhưng lại giúp cho người lao động như ông Họa có thêm nguồn thu nhập để họ tiếp tục cố gắng gạt đi những giọt mồ hôi.